Sao hai cái kiểu đi ngang hàng vậy? Vậy hả? Kỳ lạ thiệt. Cha, ông ấy là ai vậy? Cha không rõ. Cha đang nhìn cái gì vậy? Con không cảm thấy lạ sao? Đã bao giờ con nhìn thấy qua hai cái kiệu quan lớn nhỏ một cỡ đi chung như vậy chưa hả? Con lại xem kìa, người trong hai kiệu quan bước ra đó, một người thì mặc quan phục, người này là tri huyện đại nhân, còn một vị khác chính là một quân sư. Tri huyện đại nhân ngồi kiệu á, chuyện này là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà một tên quân sư dựa vào cái gì mà ngồi kiệu? Ông ta sao lại được ưu ái đi ngang hàng với tri huyện đại nhân, cua chiên mở đường quay phong như vậy chứ? Cha ra vào nha môn bao nhiêu năm nay rồi, lần đầu tiên thấy được một vị quân sư lại dám trắng trợn hiên ngang ngạo mạn như vậy đó. Ngồi kiệu ngang hàng với tri huyện đại nhân, bất phân tôn ti. Chỉ cần nhìn vào chuyện này là đủ biết sự bại hoại của tri huyện chỗ này đã tới mức không thuốc để cứu vãn rồi. Hội thương hiệp, hội thương hiệp, có chuyện gì sao? Trạng sư các nơi đều có hội hành của riêng họ, hội thương hiệp chính là một trong số đó. Chà đoan vị tri huyện đại nhân này và quân sư của ông tới đây chưa lâu, cho nên mới bố trí buổi gặp mặt ngày hôm nay, chắc là để gặp mặt trạng sư địa phương. Xin chào đại nhân. Xin chào, xin chào. Con coi. Xin mời, xin mời. Xin chào, xin chào. Xin mời ngồi, xin mời ngồi. Xin chào đại nhân. Xin mời ngồi. Xin mời, mời, mời. Xin mời ngài. Xin chào đại nhân. Xin chào. Mời ngồi, mời ngồi. Xin mời ngồi, mời ngồi. Mời đại nhân. Cha đã gặp người đó rồi. Cha nói như vậy, vị quân sư này và ông ấy cùng chung một ruột rồi, đồng loại với nhau. Còn bọn họ, còn thấy cũng giống nhau thôi. Tống Thế Kiệt. Ê, sao đông đủ vậy? Còn mặc quân phục nữa. Thật là xin lỗi, y phục của tôi giặt chưa khô. Lý nào là vậy? Cha, cha muốn làm gì hả? Đi. Ê, con chưa ăn xong nữa mà cha. Cầm theo ăn. Ồ. Đại nhân tới chưa vậy hả? Thành thật xin lỗi đại nhân, lúc nãy tôi mới tới cho nên không thấy. Hồ tiên sinh, chào ngài. Tôi tìm chỗ ngồi trước đã. Ngồi bên kia tốt hơn. Cha, cha muốn đi đâu vậy? Cha tìm người điều tra một chút, xem thân thế của tên quân sư này. Sự thật hôm nay, nói tóm lại là bổn quan cảm thấy rất vui khi gặp mặt các ngươi. Hay. Tri huyện đại nhân, tôi có một chuyện muốn được nhân cơ hội này thượng cáo lên đại nhân. Mời đại nhân xem qua. Đại nhân, đừng có giận chơi với họ nữa. Ông cố tình cầm tờ giấy ngược lại xem, làm cho họ đúng muốn vậy, cười cũng không vậy. Dám không cười thầy lại không được. Như vậy có hơi quá đáng hả? Đại nhân,
ông biết xử ra sao rồi chứ? Chuyện này Lời khởi tố của Tống Thế Kiệt nói trong huyện có một ông già 70 tuổi, vợ của ông ta chết sớm, con trai cũng chết, cho nên mẹ ông ta bắt ông ta cưới một cô gái trẻ để sớm ngày tìm được người thắp nhang kế thừa. Lẽ ra hôn sự đã bàn tính xong, nhưng không ngờ tới ngày đại hôn mẹ ông ta đột nhiên qua đời. Đúng, là giết như vậy đó. Theo luật lệ của Đại Thanh, ông già này phải để tang 3 năm và không thể cưới vợ. Nhưng mà ông ta cũng không biết có thể sống tới 3 năm không. Và nếu như ông ta không thể tìm được người nối dòng nối dõi thì coi như là bất hiếu. Ngược lại nếu ông ta cưới vợ thì cũng là bất hiếu. Cho nên thượng cáo, họ cũng không biết phải làm sao. Cho nên xin đại nhân ông hãy phán quyết giùm cho ông ta. Hồ tiên sinh vừa mới nhìn qua phần kiện tụng này thì đã đọc lại suôn sẻ, nhìn sơ đã không quên. Ngưỡng mộ thật. Nhưng phải làm phiền đại nhân rồi. Ông là một quan phụ mẫu. Ông già này bây giờ tiến thoái lưỡng nan, ông có thể cho ý kiến để ông ta vừa có thể tận hiếu, vừa có thể thủ hiếu, lưỡng toàn kỳ mỹ. Đại nhân, việc này có thể không lo. Tống Thế Kiệt không phải kêu đại nhân phán án, mà là ông ta chỉ giỡn chơi với đại nhân thôi. Đường đường là Nam Trạng Dương Tống Thế Kiệt lừng danh, làm sao mà không biết? Chỉ ở trên công đường mới có thể thẩm án thôi. Nếu ở tửu lâu và tiệm quán cũng có thể thẩm án, thì tất cả tửu lâu và tiệm quán cũng đều có thể trở thành công đường sau. Tống Thế Kiệt, ta nói không sai chứ? Lời nói của Hồ tiên sinh làm sao mà sai được, có phải không đại nhân? Đương nhiên rồi hả? Đương nhiên. Cha, lá thư với cái gì hả cha? Lá thư này nói là tên quân sư đó, Hồ Thiếp Phong, là người Thiệu Hưng. Tuy rằng hắn là một quan chức, nhưng mà hắn coi thường nhất là chủ nhân của hắn. Hắn đùa cợt chủ nhân ở trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vậy, tất cả những chuyện từ lớn tới nhỏ trong nha môn đều do một tay hắn xử lý hết. Hắn là một con người không làm chuyện tốt giùm người ta. Hắn đùa giỡn thượng cấp của hắn quay vòng vòng, nhưng lại không thể thiếu hắn ta. Chính là như vậy đó. Cho nên mới tạo cho hắn ta cái tính hống hách và ngang tàn, tự cho mình đa mưu, không để ai vào trong tầm mắt của hắn cả. Hèn chi lần trước ông ấy đã ngang nhiên ngồi kiệu ngang hàng với Tri Huyện đại nhân, đi song song với nhau. Còn phải nói nữa sao? Chắc chắn ông Chu Tri Huyện đó không có bản lĩnh, nên mới để hắn có cơ hội lên mặt. Chức vị của ông Chu Tri Huyện chắc chắn dùng tiền mua về. Còn nữa nè, tên Hồ Thiếu Phong này còn có một biệt danh kêu là Tay Quan Tài. Ý nghĩa của Tay Quan Tài là gì hai người có biết hay không? Cho dù hắn chết rồi, đã nằm ở trong cái quan tài rồi, nhưng cũng sẽ giơ tay của mình ra để mà đòi tiền, đòi ngân lượng đó. Còn nói cái tên Hồ Thiếu Phong này, những nơi nào hắn tới, hắn cũng đều kêu gọi những tên trạng sư vô lương ở nơi đó, nội ngoại kết hợp với nhau, bao hết vụ kiện, mượn vụ kiện cướp tiền của dân, chiếm đoạt tài sản dân, không nói tới chân lý. Lúc hắn làm quân sư ở Tây Nam Phủ, đã từng vì một vụ thưa kiện mà gom hết tài sản của hai bên khởi tố, độc chiếm về làm của riêng. Sau đó, hắn đã ra tay xử tử hết tất cả những đương sự của hai bên. Tên trạng sư đó nhất định là trạng sư ác độc do hắn mướn về. Còn cái nơi Văn Sương cư đó, theo tôi nghĩ nhất định là tài sản mà hắn ta đục khoét đủ cách để cướp về, làm tiền của riêng che giấu tội phạm,
làm hang ổ đen tối độc chiếm việc tố tụng. Ở trong huyện Hoa Cái, hắn có được thế lực như vậy, thật sự lợi hại quá. Gia đình của Viên Thế Hào nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không Viên công tử cũng không bị Hồ Thiếu Phong thừa cơ lợi dụng. Viên Thế Hào là bạn học của ta, chuyện của gia đình ông ấy ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Lão già, thật ra chuyện này ông cũng không lo được đâu. Tại sao vậy? Ngay cả chuyện họ đang làm gì ông cũng không biết nữa, làm sao mà lo được? Phụ nhân yên tâm đi, ta sẽ có cách điều tra ra chân tướng sự thật này mà. Cha, cách của cha là gì vậy? Không nói cho con biết, nghĩ thử coi. Dùng đầu óc suy nghĩ đi. Là chỗ này. Lỗ chó. Đúng là lỗ chó. Cha ơi, cha đường đường là Bắc Trạng Dương mà, cha phải chui lỗ chó, đồn ra ngoài sẽ bị cười chết đó. Con không có chui đâu. Con không chui, cha chui. Ê, ở ngoài chờ cha nha. Cha, cha ơi. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, không được chạy, đứng lại, 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 cha, đứng lại, đứng lại, đứng lại, bắt hắn lại, đứng lại, nè, bắt ta lại, chạy hả, đứng kia kìa, nhanh lên, đứng lại, đừng có cho hắn chạy, đứng lại, ai đuổi theo, dám chạy nữa hả, đứng lại, đứng lại chưa, đứng lại, đứng lại, Viên Thế Hào, 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 đuổi theo, đứng lại, đứng lại. Nè, đứng lại, đứng lại, đứng lại, không được chạy, đứng lại mau, đứng lại. Viên Thế Hào bắt được hắn rồi, chạy đi, không được chạy đi đâu. Viên Thế Hào đi thôi, nhanh lên, Viên Thế Hào đi, đi lên, đi mau. Viên Thế Hào, tôi là bạn của huynh, tôi tới thăm huynh đây nè, đi mau. Khoan đã, lão già, lão già, lão già, cha, con đã kiếm được Viên Ba Bá rồi nè. Viên Thế Hào, Viên huynh, tôi tới đây để thăm huynh nè. Vị kể tiên sinh này chính là bạn thân của ta, không được vô lễ. Dạ lão già, dạ, 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 mặt chó khinh người mà, hả? Mặt chó khinh người mà. Ai à, Viên huynh, muốn gặp huynh thật sự khó quá trời quá đất. Hơi, kỹ huynh, răng huynh, của huynh bị sao vậy? Nào nào nào, kỹ huynh, kỹ huynh, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi, ngồi đi, ngồi đi, để ta rót rượu cho ha. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài đi. Dạ. Nè, cô nương, cô nương, cô nương. Viên huynh, mấy cô nương này đừng có cho uống rượu nha. Ờ, được, 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 được. Viên huynh, công tử đâu? Sao lại không ra đây gặp mặt vậy? Viên huynh, nó chết rồi, tôi không có thứ còn đó. Viên huynh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, dù sao cũng là con trai của huynh, mà là cha con thì đâu có thù lâu chứ. Kỹ huynh, huynh đúng là có phước lắm rồi. Lúc nãy Viên huynh nói gia môn bất hạnh, có thể nói cho tôi biết hay không? Không chừng tôi có thể giúp được cho huynh đó. Con trai chọc tức huynh hả? Kỷ huynh, tôi đã không còn biết tức giận là cái gì nữa rồi. Huynh coi con mắt của tôi đi, và hai cái răng cửa nữa, tất cả đều bị nó đánh ra nông nỗi này. Phu nhân của tôi mất sớm, chỉ để lại có một thằng con trai thôi. Đáng lẽ tôi hy vọng nó quang tông diệu tổ, ai mà ngờ được tới khi nó hiểu chuyện thì toàn giao du với bạn bè xấu xa, không nghề không nghiệp mà xài tiền
giống như nước vậy. Xài tới nỗi tan gia bại sản luôn. Tôi không cho nó ký giấy mượn nợ người ta bên ngoài. Nè, lão gia, trả tiền đi. Giống y như nước vậy. Làm cho các chủ nợ ngày nào cũng tới nhà tiền tôi đòi nợ. Trả tiền đi. Tiểu lâu lắm rồi, lâu nhiều lắm rồi. Đúng rồi, trả tiền đi. Trả đi chứ. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Đó là tiền làm ăn. Tiểu lâu lắm rồi. Tôi đã chửi nó nhiều lần lắm rồi. Nhưng nó cũng không chịu nghe lời. Hơn nữa, nó ngày càng quá đáng hơn nữa. Trả tiền đi. Được rồi, ta nói các người nhiều lần lắm rồi, đừng cho nó mượn tiền nữa. Tại sao các người vẫn không nghe? Số nợ này tôi không trả. Tôi đã nói với thằng Bất Hiếu đó, ngoài phần tiền xài trong nhà ra, nợ bên ngoài của nó tôi tuyệt đối không trả nữa. Tôi tưởng làm như vậy có thể ép nó ở yên trong nhà, không ra ngoài chơi bời, cố gắng học thành tài. Tôi không ngờ tới chuyện nó lại hung hăng tới nỗi bắt tay với đám bạn bè trâu chó bên ngoài, nội ứng ngoại hợp, về ăn cắp đồ trong nhà của mình. Nè, bỏ lên. Nè, nhanh lên, nhanh lên, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Nè, mấy người nhanh lên đi, có chuyện bị phát hiện đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Lúc đầu tôi cũng chưa biết do nó chủ mưu, sau này á rốt cuộc cũng bị tôi bắt gặp được. Hồi lên, hồi lên, hồi lên. Cha là mày đúng là tên súc sinh mà. Chết đi, mày chết đi, tao đánh chết mày. Nè, tôi nhận gì nữa, mau chạy đi. Đánh tôi hả? Huynh coi mắt của tôi đi, coi hai cái răng của tôi đi, tất cả đều do nó đánh. Đáng lẽ tôi đã bắt nó đem tới nhà môn, nhưng không ngờ lúc tôi không phòng bị nó đã bỏ trốn. Nó tưởng làm như vậy là có thể trốn thoát được, có thể thoát khỏi được cái tội bất hiếu hay sao, nhưng mà nó đã sai rồi. Tôi đã mời Tống Thế Kiệt rồi. Tôi phải thưa nó lên quan phủ. Tôi phải kiện cái thằng con bất hiếu này. Nó sống trên thế gian này chính là một mối tai họa. Tôi phải kiện nó lên quan phủ. Tôi phải kiện nó. Cha, hồi nãy cha không khuyên gì ba. Ba bá đòi thưa con trai lên quan phủ kìa. Theo tình hình của ông ấy hiện nay, khuyên ông ấy cũng vô dụng thôi à. Cái tên quân sư Hồ Thiết Phong đang khống chế con trai Diên ba, chắc là hắn có quỷ kế rồi. Còn cái tên Tống Thế Kiệt nữa. Để cha nghĩ coi. Để cha nghĩ coi đã. Diên thiếu gia, Diện thiếu gia, gián bài bên ngoài đã chia rồi, chờ thiếu gia đó. Không chơi nữa. Ờ, tại sao vậy? Ngày nào cũng vậy, buồn muốn chết. Vậy cậu muốn chơi cái gì, tôi sẽ sắp xếp cho. Tôi nhớ cha tôi. Tôi muốn trở về nhà để xin lỗi ông ấy. À, cốt nhục tình thâm, nên làm mà. Huynh cũng nghĩ là nên sao? Đúng vậy. Lục huynh, huynh đúng là huynh đệ tốt. Bây giờ tôi về nhà đi. Ê nè, huynh chưa thể về được đâu. Tại sao vậy? Diên thiếu gia, huynh đừng có nôn nóng. Để tôi hỏi thăm thử coi cha cậu đã hả giận chưa. Ê, tôi không về nhà thì ông ấy không hả giận đâu. Nè, Diên thiếu gia, cha cậu đã kiện cậu lên quan phủ, cậu biết hay không hả? Tôi không sợ. Diên thiếu gia, Diên thiếu gia. Nè, Diên thiếu gia.
Hồ tiên sinh. Hồ tiên sinh, đi đâu vậy Diên thiếu gia? Muốn về nhà sao? Phải. Cũng nên mà, máu mủ ruột thịt. Mời. Đưa đây. Tiểu Đan, hãy tính tất cả sổ sách với Diên thiếu gia đi. Dạ. Diên thiếu gia, trở về nhà là chuyện tốt, nhưng mà giấy nợ này... Tôi không có tiền. Diên thiếu gia, tất cả giấy nợ này đều có chữ ký của cậu. Cậu ở Giang Xương Cư này bao nhiêu ngày rồi, ăn uống vui chơi, có cái nào mà không cần xài tiền? Và còn số tiền cậu thua nữa, tất cả đều do Hồ tiên sinh trả trước giùm cho cậu. Hồ tiên sinh tốt bụng mới cho cậu ở lại, còn cho cậu mượn tiền xài. Cậu đâu có lý gì mà không trả chứ. Tôi không có tiền mà. Vậy được thôi, Hồ tiên sinh đã có nói, vậy thì gặp nhau ở nhà môn. Cái gì? Diên thiếu gia, xin mời. Hả? Nè, quên... Đi đi đi, này... đi, mau lên Diên thiếu gia. Đi đi. Nè, nghe tôi nói có được đi, không? Đi đi. Nè, Diên thiếu gia, cha của tôi đòi kiện tôi, các huynh cũng đòi kiện tôi. Tôi phải làm sao đây? Về phía cha của cậu đã có Hồ tiên sinh ở đây, cậu không cần sợ. Chú Tri Huyện đều nghe lời ông ấy. Chúng ta là bạn bè, tôi làm sao thấy chết mà không cứu được chứ, hả? Theo như tiếng tâm của Tống Thế Kiệt, đáng lẽ phải ở trong nhà cao cửa rộng, hưởng lương điền ngàn mẫu. Thật không ngờ môn đình thật sự lại đơn giản tới như vậy đó. Long à? Là tôi. Tôi xin lỗi, tôi có chuyện quan trọng phải làm. Đợi một chút. Thì tôi tới đây chính là vì chuyện quan trọng của cậu đó. Diên Thế Hào là bạn thân của tôi, chuyện gia đình của ông ấy tôi đã biết rồi. Vậy thì sao? Cậu có thể nghe tôi nói một câu hay không? Ông muốn khuyên tôi? Chính là ý này. Không thể nào. Lai lịch của tên Hồ Thiếu Phong đó tôi đã điều tra rất rõ ràng. Người này không phải là người tốt. Chỉ cần giấy khởi tố của cậu vào tới nha môn, nhất định không có kết quả tốt đâu. Diên Thế Hào là một người rất lương thiện, nửa đời tích đức hành thiện. Bây giờ có một thằng con như vậy, nếu như không cho hắn ta bài học, xin lỗi, thiên lý ở đâu, luân lý ở đâu, công lý ở đâu? Cái vụ thưa kiện này là cái bẫy, cậu có biết không hả? Tôi biết chứ. Ồ, cậu đã biết đó là một cái bẫy rồi mà còn nhảy vô hả? Tôi thích đó. Được, được, được. Được thôi. Dạ. Hồ tiên sinh, theo ông nghĩ Tống Thế Kiệt có tới hay không hả? Theo tôi đoán, Tống Thế Kiệt nhất định sợ Hồ tiên sinh nên mới không dám tới. À, đúng vậy. Hôm đó Hồ tiên sinh xé cái giấy khởi tố của hắn trước mặt đám đông, lúc đó hắn không dám nói một tiếng nào. Đừng có vuốt đuôi nịnh nọt nữa. Ừ. Theo tính của Tống Thế Kiệt, hắn nhất định sẽ tới. Nói vậy thì Hồ tiên sinh có kế sách gì hay không? Ta đã dặn dò Tri Huyện rồi, dù Tống Thế Kiệt có tới bao nhiêu lần cũng không cho hắn kiện tụng. Một lần không cho, hai lần không cho, ba lần cũng không. Diên Thế Hào nhất định sẽ mất đi lòng tin với hắn. Tới chừng đó, hai huynh đệ ngươi một người làm nguyên cáo, một người làm bị cáo. Như vậy chúng ta có thể muốn làm gì thì làm.